Xin kính chào tất cả mọi người đã trở lại kênh YouTube của Khôi, kênh về âm thanh bài, âm thanh cổ đến từ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trở lại với clip ngày hôm nay, Khôi tiếp tục giới thiệu với anh em một cái âm ly cũng bình dân thôi, đến từ một thương hiệu của hãng Relative và model nó rất nổi tiếng, STA65C. Thì anh em đang có nhu cầu tìm kiếm một cái âm ly, đầu tiên là bình dân anh em. Cái thứ hai là chất âm tự đèn, tại vì nó là dòng biến thế đảo pha. Đó, thì anh em cùng với Khôi sẽ quan tâm cái con âm ly này nha. Thì bật mí với anh em là giá chỉ dưới 10 triệu thôi. Đó, thì đánh được nhiều loa, kể cả loa Âu, loa Mỹ, AR, rồi đồng trục phân gơm v.v. Nó thuộc dòng đa năng ha. Thì anh em có nhu cầu thì cùng với Khôi mình sẽ xem clip ngày hôm nay nha. Thì để khỏi mất thời gian anh em, thì Khôi đã tháo luôn cái vỏ ra rồi nè. Đây, cái vỏ gỗ này là zin tuyệt đối nguyên bản mộc này, không túc tát, không sờ ba luôn anh em. Đó, anh em nhìn này, có vài cái chỗ theo thời gian đó nha. Phía dưới này nó có một chút xíu trầy này, đó nha. Nhưng mà nhìn tổng thể là đẹp. Còn anh em nào mà muốn đẹp hơn thì Khôi sẽ spa cho anh em nha. Đó, cái này đơn giản. Còn cái vỏ rất là đẹp anh em này. Đó, cái vỏ gỗ zin, chân zin luôn ha. Rồi, thì cái con máy này Khôi cũng báo cho anh em luôn là chưa vệ sinh luôn, mặt mũi còn dơ luôn ha. Nhưng mà cơ bản nhất là nó hoạt động tốt, cắm điện vào nó chạy, nên Khôi chỉ có vệ sinh chiết áp thôi ha. Đó, anh em cùng xem về cái ngoại hình của nó rất đẹp. Con này là sử dụng cái nền xanh, cái nền xanh nhưng mà nó vẫn là bóng dây tóc anh em nha. Lưu ý như vậy. Đó, nó là volume chỉ từng kênh anh em ha. Đó, từng kênh này. Đó, mình chỉnh từng kênh left right. Đó, ok ha. Rồi, nó có các chức năng bass, chép vân vân, long nét, CT mono đầy đủ ha. IMFM 108 và 1006 hoạt động hoàn hảo luôn. Rồi, đó là về cái phần cơ bản. Đẹp anh em nha, không bị chảy xước này. Em nào, đồ này là đồ hàng công Mỹ, hàng bãi nhưng mà hàng công Mỹ. Điện nó 120V. Tất cả những cái đồ Khôi đang bán ở đây là đều là hàng công Mỹ này. Đó, còn nguyên bùi này anh em ha. Đó, chưa vệ sinh đâu, lau chùi luôn này. Đó, rồi nói về con này nè, dòng biến thế đảo pha sét âm. Đây, đây là hai cục, là cục biến thế đây ha. Đó, và trên mỗi bo thì nó đều có một cái con kít này nè, mình là kít, kít lựu đạn, cái tên lựu gì đó nha. Rồi các cái phần khác, phần radio, đây tù của nó này nè. Đó, thì cái dòng này công suất nó sẽ không có lớn như các cái dòng thường, nhưng mà bù lại là tiếng nó hay. Rồi về cái phần sò thì hàng này sử dụng bốn con sắt Hitachi anh em. Hitachi đây này, sò zin anh em nha, chưa buông ngóc luôn, chưa tháo nó luôn. Thì cái bốn con sò Hitachi này á, nó được sử dụng nhiều trong một số dòng âm ly cao cấp, ví dụ như Akufei, Akufei cũng sử dụng sò sắt Hitachi đó, nên nó sẽ cho cái tiếng nó mềm. Bình thường sò Hitachi á thì nó tiếng nó mềm mại rồi, sâu rồi, cộng với cái phần mà biến thế đảo pha này nữa thì cho chất âm nó từ đèn. Đó, nhiều hay người hay nói vui như vậy. Sắt xi 7 màu anh em ha, chưa lau chùi nè. Đó, thấy không? Chùi ra một cái là giống như mới luôn đó. Đây anh em này. Đó, đưa tay chùi nè anh em ha. Thôi chùi một cái chỗ khác cho anh em xem này. Đó, thấy không? Đó, như mới luôn á, bùi nè. Đó. Thì đây là một con âm ly hoàn hảo từ ngoại hình, hoàn hảo tới chất âm. Và đặc biệt có một điều đặc biệt nữa anh em, thì cái con này nó đã được hai cặp loa. Bình thường cái dòng biến thế đảo pha này đến có một cặp thôi, nhưng mà con nó tới hai cặp này nè. Anh em thấy này, AB ha. Và đây cái phần này là phần xài bằng cái cổng bông sen, nó nằm chung với cổng A, có thể là cắm vô đây hai cặp loa được nha. Rồi, đó là về các cái phần cơ bản nha. Tép này, tép in, tép out này, rồi out này, phono này, vân vân. Đó, thì đây cái con này là dòng sản xuất cho Mỹ ha, 117V này, điện chuẩn luôn, 50-60Hz, công suất nó chỉ đạt 100W thôi, công suất tiêu thụ. Đó, còn cái công suất ra loa thì nó nhỏ anh em nhá, nó khoảng cỡ 25W một kênh, chứ không có lớn, chứ 30 anh em. Bình thường sò thì nó đã 20 rồi, sau khi khuếch đại thì nó khoảng cỡ 30, 35W một kênh thôi. Nhưng mà nó rất là hay, anh em có thể dùng nó để đánh Pioneer 77A này, đánh các cái dòng đồng trục full ranger, đánh các cái dòng loa cổ AR4 rất là hay. AR2 thì mình chưa đánh và mình cũng không đánh luôn, tại vì nó rẻ quá nên là mình cũng không đảm bảo được cái độ hay hay nhất để phục vụ AR, tại vì AR là một dòng loa khó tính nhé.
Rồi, thì tiền đây Khôi đang ghép với cái cặp bêm đúc này, bêm đúc phải. Đó, cặp loa rất là đẹp. Cặp loa này là loa hạng ha. Loa hạng. Thì anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với Khôi để mình cùng giao lưu nhé. Còn chưa có nhu cầu thì cũng đăng ký kênh like bài để cập nhật tiếp tục những cái sản phẩm mới nhất mà Khôi đăng tải hàng ngày. Đó, tất cả mọi thứ thì có vậy thôi. Khôi quay cho anh em rõ ràng ha. Mặt đích dưới này nó là mặt trống nên Khôi không tháo ra chi anh em nhé. Đây nè, anh nhìn này. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, anh thấy không? Sắt xi 7 màu á nha. Đó, 7 màu luôn. Rồi, thì mặt trên đẹp thì chắc chắn mặt dưới đẹp, nên cái đó là điều hiển nhiên nhé. Rồi, thì anh em mà nếu như mà cần vệ sinh cho nó, cái này cho nó sạch, cho nó vàng á, thì Khôi cũng sẽ làm cho anh em ha. Nhưng mà Khôi thấy nó đã quá đẹp rồi, nên thật sự cũng cần thiết là phải tắm rửa như anh em khác. Khôi chỉ có vệ sinh các cái chiết áp này, làm sao cho nó hoạt động trơn tru là ok. Cái bóng đèn này thì khi mình xài radio thì nó mới sáng anh em nhé. Có nhiều anh em hỏi thì nó có sáng hay không thì mình chuyển qua thì nó mới sáng này. Đó, được không? Chuyển qua nó mới sáng này. Chuyển qua thì cái bóng đèn nó mới sáng này. Đó. Tại vì có cái vỏ gỗ vào á thì cái chỗ này nó mới sáng 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 này nè. Còn bây giờ nó này, mình tắt này. Đó, tắt ha. Bật qua nó sáng này. Đó là khi single với ST á, thì tung ninh á, thì nó mới sáng nhé. Rồi thôi sẽ tạm dừng clip ở đây và chuyển sang cái phần test chất âm. À, trước khi kết thúc thì Khôi cùng báo giá lại cho anh em. Con này là 8 triệu 500 ngàn, mức phí sẽ bao ship toàn quốc khi anh em chuyển khoản. Còn anh em nào ở Sài Gòn hoặc là tiện đường ghé lấy thì Khôi có phí tí giao lưu. Thì và trước khi kết thúc clip á, thì Khôi cũng xin chia sẻ và nhắn nhủ tới một số anh em mà chưa từng chơi và đi so sánh giá này giá kia. Thì Khôi cũng xin lưu với anh em là mình so sánh tại thời điểm bây giờ, đừng so sánh những năm trước, mỗi năm nó có một giá khác nhau. Và đặc biệt sau cái đại mùa Covid này, đại dịch này, thì tất cả mặt hàng nó lên cao, thậm chí là không có để ship mà ship rất là cao. Bình thường một con âm ly này ship 300 ngàn từ bên bãi về mà bây giờ có thể ship 1 triệu, nhưng mà không ai dám ship tại vì cấm biên, cấm vận chuyển và hàng hóa không ai dám bao, là vì hay xảy ra các tình trạng là bị mất, bị công an thu giữ nhé. Đó là mình chia sẻ thật sự với anh em. Cái lô hàng này của Khôi về từ trước dịch nên hôm nay Khôi mới có để phục vụ anh em ha. Rồi vài điều chia sẻ rất mong anh em mà cũng thông cảm và hiểu và với người bán nha. Xin phép tạm dừng clip ở đây. Khôi quay lại thêm một lần nữa cái vỏ này ha. Rất tuyệt vời. Rất là dễ thương ha. Rồi. Xin chào, hẹn gặp lại anh em vào những clip sau. Tình anh biết không ai.
rào ra sông gió reo mùa đông tình trong giá băng băng xuân nhìn mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nào còn thương nhớ nhau còn nặng u sâu muôn kiếp về sau nặng u sâu muôn kiếp về sau.